Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đoàn đến thăm tặng quà bệnh viện Quyết học và Trường máu thành phố, bệnh viện Khoa học Medis Cần Thơ, bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung đoàn 932. Sau khi nghe đại diện các lực lượng vũ trang bệnh viện trên địa bàn thành phố báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2023, đồng chí phạm giang hiểu cũng đã thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng đóng góp của các bệnh viện các lực lượng vũ trang đồng chí mong muốn các bệnh viện các lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy thành tựu trong thời gian qua chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo cho sức khỏe nhân dân đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn nhân dịp năm mới đồng chí cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ các cán bộ chiến sĩ tại các bệnh viện lực lượng vũ trang